Vâng xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thấu Lý Thấm Tình được phát sóng hàng ngày trên kênh TTV11. Chương trình được phối hợp thực hiện giữa Đài phát thanh truyền hình Tây Ninh và truyền hình tin tức Sài Gòn. Quý vị thân mến, trên tinh thần mong muốn được chia sẻ rộng rãi trong cộng đồng các vấn đề về pháp luật dân sự, chương trình truyền hình thấu lý thấm tình được lên sóng mỗi ngày để đồng hành cùng với quý vị khán giả, giúp cho quý vị chúng ta có thêm thật nhiều kiến thức về pháp luật để quý vị có thể xử lý tình huống của mình trong cuộc sống hàng ngày. Và người sẽ đồng hành cùng với Hải Vân trong chương trình ngày hôm nay đó chính là luật sư Nguyễn Trung Tính đến từ đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được chào luật sư, cảm ơn luật sư đã dành thời gian đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin chào Hải Vân và xin chào quý vị. À, ngày hôm nay thì Hải Vân có nhận được một vài lá thư như sau. Chào luật sư, cháu họ của tôi có vay nợ 500 triệu đồng vào tháng 9 năm 2023, đến nay chưa trả hết. Nhưng cháu đã đi hợp tác lao động. Do gia đình tôi và gia đình cháu ở cùng nhà nên chủ nợ biết là người thân. Sáng ngày 12 tháng 10 vừa qua, con gái tôi đi học về trên một đoạn đường vắng thì một thanh niên che kính mặt xuất hiện, tạt sơn lên xe và cả người con với mục đích là uy hiếp buộc gia đình trả nợ sự việc khiến con gái tôi lo sợ nhiều ngày liền không dám ra đường. Xin hỏi luật sư, gia đình có buộc phải trả nợ thay cho người thân hay không? Hành vi tạc sơn và con gái tôi bị xử phạt như thế nào? Và ngày hôm nay rất là cần luật sư Nguyễn Trung Tính sẽ cùng giải đáp ở thắc mắc của vị khán giả này. Thưa luật sư, hành vi tạc sơn vào người thân con nợ sẽ bị xử phạt với tội danh gì ạ? À, chúng ta thấy rằng đối với hành vi tạc sơn thì đây được xem được xác định là một trong những hành vi vi phạm pháp luật và không được pháp luật cho phép. Và nếu như có bất kỳ cá nhân nào vi phạm thì hành vi này sẽ bị xử lý các chế tài tương ứng, có thể là xử lý hành chính và cũng có thể là xử lý hình sự. Quay trở lại trong trường hợp này thì chúng ta thấy rằng đối với cái người vay nợ ấy và cái người nhà này, họ mặc dù là có mối quan hệ gia đình ruột thịt với nhau, nhưng mà theo pháp luật cho phép thì tức là người nào đi vay nợ thì chính bản thân người đó sẽ có trách nhiệm trả. Chứ người khác, người trong gia đình, anh chị em, bạn bè, họ hàng Thậm chí là cha mẹ Không có trách nhiệm phải trả nợ thay cho con nợ này Chỉ trả nợ thay trong trường hợp nếu như người nhà đứng ra bảo lãnh Hoặc là bảo đảm cho cái việc vay nợ này Nếu như con nợ không trả được nợ Thì người nhà sẽ đứng ra thay mặt Còn giả sử như không có cái thỏa thuận này Thì mặc nhiên coi như là con nợ trong trường hợp này phải có trách nhiệm Vậy phải có nghĩa vụ để trả nợ cho chủ nợ trong trường hợp này Dạ vâng. Vậy thì pháp luật xử phạt như thế nào trong trường hợp chính chủ nợ là người có hành vi tạc sơn? À, đối với chúng ta thấy rằng à, câu chuyện mà chủ nợ tạc sơn à, thì chúng ta phải phân tích ở cái góc độ là khi mà à, người chủ nợ họ có cái khoản nợ đến hàng nhưng mà con nợ không hợp tác dẫn đến câu chuyện họ phải tìm mọi cách à, tìm lý do để buộc con nợ phải trả thì dẫn đến câu chuyện họ bức xúc mà khi mà họ xử lý cái việc bức xúc không đúng cách à, thì dẫn đến câu chuyện là họ đi tạc sơn. À, để mà gây trắng áp tâm lý gây cho con nợ sợ hãi hoặc gây cho người nhà sợ hãi mới dẫn đến câu chuyện vi phạm pháp luật thì bản thân nếu như chúng ta xét rằng cái việc tạc sơn này nó chưa gây ra hậu quả lớn và bản thân chỉ dừng lại mức độ là xử phạt vi phạm hành chính thì chúng ta có những cái chế tài để xử phạt vi phạm hành chính ví dụ như là về À, gây rối thật tự công cộng hoặc là thậm chí trong một số trường hợp khác có thể gây thiệt hại về tài sản à, thì có thể xử phạt hành chính nhưng mà trong một số trường hợp nếu như à, cái hậu quả của việc tạc sơn này nó xảy ra lớn nó gây thiệt hại về thể chất về tinh thần à, thậm chí như trong trường hợp này chúng ta thấy rằng à, một đứa bé đi học về nhưng mà bị tạc sơn như vậy làm sang chắn tâm lý ảnh hưởng tâm lý đứa bé này à, thì cũng có thể xem xét đến những cái khía cạnh để mà xử lý hình sự có thể đây là xử lý về tội gây rối trật tự công cộng chẳng hạn hoặc là có thể xử lý về tội hủy hoại tài sản người khác nếu như cái tài sản bị hư hỏng, hư hại trong trường hợp này nó đủ yếu tố để mà cấu thành hình sự thì bất kể một hành vi nào chúng ta thấy rằng đều có hai cái chế tài để xử lý tương ứng có thể là xử lý hành chính và cũng có thể xử lý hình sự thì đối với các chế tài xử lý hình sự thì chúng ta thấy rằng trong trường hợp nếu như gây rối trật tự công cộng hoặc là à, gây thiệt hại về tài sản cho người khác thì có thể là phạt tiền, có thể là phạt tù, thậm chí à, cái người mà gây ra thiệt hại như thế ngoài cái việc họ phải chấp hành à, những cái quy định của pháp luật hình sự thì họ phải bồi thường những cái thiệt hại phát sinh cho chính người bị hại trong trường hợp này. Dạ Vâng, vậy thì trong trường hợp mà chủ nợ thuê người khác tạc sơn, chủ nợ cũng như là người tạc sơn sẽ bị khép vào tội danh gì và sẽ bị xử lý như thế nào ạ? À, đối với trường hợp mà chủ nợ không trực tiếp ra tay. À, mà họ lại thuê, họ lại mướn, họ lại nhờ à, những đối tượng khác để thực hiện hành vi thế này, thì chúng ta sẽ xét cái vai trò từng người, à, chúng ta sẽ xử lý cái người tạc sơn, tức là cái người được thuê đó, thì đương nhiên chúng ta sẽ xử lý họ theo từng cái hành vi tương ứng. Ví dụ như cái hành vi tạc sơn đó mới chỉ dừng lại mức độ là xử lý hành chính, à, thì chúng ta chắc chắn sẽ xử lý cái người tạc sơn đó. Còn đối với người chủ nợ, họ có hành vi thuê, thuê mướn hay nhờ, à, thì đây được xác định là họ là đứng ra tổ chức là người chủ mưu là người cầm đầu thì về mặt trách nhiệm hình sự hay cả cái hành chính thì đối với pháp luật chúng ta có quy định rằng đối với người đứng ra tổ chức chủ mưu cầm đầu thì trách nhiệm hình sự của họ luôn luôn cao hơn so với những người thực hiện hành vi bởi người thực hiện hành vi có thể là họ thực hiện theo một cái yêu cầu yêu cầu đây có thể là về yêu cầu về tiền được trả thù lao trả kinh phí hoặc có thể là vì mối quan hệ bạn bè quen biết họ thực hiện nhưng mà nếu như không có cái người đứng ra tổ chức thì chắc chắn một điều rằng thì cái người thực hiện hành vi họ sẽ không thực hiện vì vậy pháp luật luôn luôn đặt một cái chế tài đối với cái người cầm đầu tổ chức cao hơn so với những cái người thực hiện hành vi trong trường hợp này. Dạ vâng. Vậy thì quay trở lại với cái lá thư vừa rồi thì đối với người vay nợ khi mà chưa trả hoàn tất được số nợ mà lại di chuyển ra nước ngoài sinh sống thì số nợ này pháp luật sẽ xử lý như thế nào? Người thân có phải trả nợ thay hay không thưa luật sư? À, đối với thứ nhất là chúng ta thấy rằng cái việc mà trả nợ thay đó tôi phân tích lúc nãy thì bản thân nếu như cái người thân trong gia đình họ có một thỏa thuận, họ có một cam kết với chủ nợ rằng họ sẽ đứng ra bảo lãnh, họ sẽ đứng ra thay thế nghĩa vụ cho cái con nợ này, thì đương nhiên họ sẽ có nghĩa vụ. Còn trong trường hợp nếu như không có thỏa thuận nào cả, thì cái việc mà chủ nợ yêu cầu người nhà của con nợ phải trả, thì đây là một cái yêu cầu không chính đáng. Và người nhà có quyền là từ chối không thanh toán. Và trường hợp thứ hai chúng ta thấy rằng là nếu như con nợ họ chưa hoàn tất cái nghĩa vụ thanh toán của mình. À, bởi vì việc vay nợ hai bên là một cái giao dịch về dân sự với nhau được pháp luật điều chỉnh sẽ có hai cái câu chuyện câu chuyện thứ nhất là về trách nhiệm dân sự à, tức là nếu như cái việc hai người vay mượn với nhau ấy, anh không có tiền anh trả thì một hai bên có quyền kiện ra tòa án dân sự à, để mà yêu cầu thanh toán tiền gốc và kể cả tiền lãi nếu như hai bên có thỏa thuận và trường hợp thứ hai nếu như con nợ không trả ấy mà mặc dù thứ nhất là họ có điều kiện rõ ràng họ có điều kiện nhưng mà tới hạn thì họ cứ xin họ khắc họ trốn tránh hoặc thậm chí như trong trường hợp này à, nếu như cái việc họ đi làm ăn ở nước ngoài chúng ta xác được định địa chỉ của họ thì không sao nhưng mà cái việc họ đi nước ngoài họ đi trốn luôn thì coi như cái hành vi là vay mượn xong bỏ trốn à, thì cũng đã đủ cái yếu tố để cấu thành bị những cái tội danh tương ứng có thể là tội làm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có thể là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản người khác à, thì pháp luật sẽ đặt ra trong từng cái trường hợp tương ứng bởi vậy chúng ta thấy rằng câu chuyện chúng ta vay nợ chúng ta phải có trách nhiệm trả nợ cho người chủ nợ đó là điều đương nhiên nhưng nếu đến hạn chúng ta không thanh toán hoặc là chúng ta có điều kiện nhưng không thanh toán hoặc là chúng ta có điều kiện chúng ta bỏ trốn à, thì đây được xem là những cái hành vi mà vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý hình sự theo pháp luật hiện nay dạ vâng à, người bị tạt sơn thì cần làm gì trong cái trường hợp này thưa luật sư à, đối với người bị tạt sơn thì bản thân họ là những người có thể là con nợ hoặc là người nhà của con nợ. Thì đương nhiên khi mà họ đối mặt cái việc là bị tạc sơn thì chắc chắn là họ sẽ bị thiệt hại. Không chỉ thiệt hại về tài sản mà có thể ảnh hưởng tâm lý. À, và thời gian gần đây chúng ta thấy rất, có rất nhiều cơ sở kinh doanh ăn uống bị tạc sơn, bị tạc mắm tôm như vậy thì nó ảnh hưởng rất là xấu đến hình ảnh, đến bề mặt của những cơ sở này. À, thì thứ nhất là bản thân họ phải giữ lại những cái hiện trường bị tạc sơn như thế. Họ có thể quay phim, họ có thể chụp hình lại hoặc thậm chí họ có thể lập phi bằng và trình báo với cơ quan chức năng ở đây là cơ quan cấp công an cấp xã phường thị trấn hoặc là công an cấp quận huyện có thẩm quyền để mà báo cáo trình báo cái vụ việc và yêu cầu cơ quan chức năng sớm can thiệp để tìm ra những đối tượng tạc sơn đó để mà có cái hành vi xử lý tương ứng à, bởi vì có nhiều người chúng ta thấy rằng họ có tâm lý là e ngại và sợ à, nếu như bị tạc sơn như thế mà tiếp tục trình báo hoặc là yêu cầu cơ quan công an can thiệp thì dẫn tới câu chuyện là bị trả thù À, tuy nhiên chúng ta thấy rằng câu chuyện à, đây nó rạch ròi với nhau có nợ thì phải trả nhưng mà hành vi mà dùng thủ đoạn như thế tạc sơn như thế tạc mắm tôm như thế thì rõ ràng đây là hành vi vi phạm pháp luật dạ vâng vậy thì à, cuối cùng luật sư có thể dành một lời khuyên cho cả chủ nợ và con nợ trong trường hợp này được không ạ chúng ta thấy rằng à, vấn đề này thì nó xuất phát từ hai phía phía thứ nhất là con nợ họ có thường tâm lý đến hạn trả nợ nếu như họ không có điều kiện họ sẽ chây ý tìm lý do đi không trả. Thì khi mà không trả nợ như vậy thì nó ảnh hưởng tới vấn đề là chủ nợ, họ sẽ có cái góc nhìn không thiện cảm với con nợ. Và đôi khi bản thân chủ nợ họ cũng bị lâm vào một cái thế rất là khó khăn, có thể là họ phải mượn nợ người A, người B, người C nào khác để cho con nợ vay. Nhưng đến hạn họ cũng phải xin khắc với người khác, bởi vậy mới dồn tới tâm lý là họ phải thực hiện những hành vi như thế. À, thì chúng ta thấy rằng cái hành vi này rõ ràng là biết là vi phạm pháp luật. Nhưng nhiều con nợ bắt buộc phải làm bởi vì nếu như không làm như thế thì có thể là con nợ không sợ để trả à, tuy nhiên chúng ta nên nhớ là có những quy định pháp lý liên quan để điều chỉnh những cái vấn đề liên quan việc vay nợ có thể là kiện dân sự có thể là yêu cầu xử lý hình sự thì đó là đối với con chủ nợ còn đối với con nợ thì chúng ta thấy chắc chắn một điều rằng cái việc vay nợ thì ai cũng mong muốn là mình sẽ trả nợ đúng hạn cam kết à, nhưng mà trong một số trường hợp nhất định có thể vì lý do abc đấy con nợ không có điều kiện trả thì tốt nhất là nên hợp tác với chủ nợ để có một cái thời hạn hoặc có một cái phương án hoặc có một cái kế hoạch gì khác để mà trả nợ chứ tránh trường hợp là con nợ trốn tránh có điều kiện nhưng mà không trả thì có thể dẫn tới câu chuyện là bị xử lý hình sự. Dạ vâng xin được cảm ơn luật sư nguyễn trung tính rất là nhiều và hy vọng rằng với những cái chia sẻ những cái tư vấn đến từ luật sư nguyễn trung tính ngày hôm nay đã giúp cho quý vị chúng ta có thêm được những kiến thức cũng như là những cái căn cứ để chúng ta có thể xử lý đúng đắn nhất trong cái trường hợp của mình cảm ơn quý vị chúng ta đã luôn quan tâm và theo dõi chương trình truyền hình thấu lý thấm tình còn bây giờ thì đã đến lúc chúng ta phải nói lời chào tạm biệt cùng với nhau rồi xin chào và hẹn gặp lại